sinh rơi trong đêm rằm tháng hai như lai nhập niết bàn. Giữa xa là sóng thọ, ai là người dẫn đường? Chúng con biết nương tựa vào đâu khi ngài đã nhập diệt. Như lai xin chỉ cho con biết, con biết nương tựa vào lời Như Lai căn dặn. Hãy lấy giới làm thầy, Tứ Đế làm ngọn đèn, thực hành tứ niệm xứ ngày đêm không chần chừ. Thương niệm thương tinh tấn sẽ thoát mọi khổ đau. Đêm thường tinh tấn sẽ vượt thoát luân hồi. Nước mắt chúng sinh rơi trong đêm rằm tháng hai như lai nhập niết bàn. Giữa xa là sóng thọ, ai là người dẫn đường? Chúng con biết nương tựa vào đâu khi ngài đã nhập diệt. Như Lai xin chỉ cho con biết, con biết nương tựa vào đâu. Và nước mắt đã ngừng lăn, lời Như Lai căn dặn, hãy lấy giới làm thầy, Để làm ngọn đèn, thực hành tứ niệm xứ ngày đêm không chần chừ. Thương niệm thương tinh tấn sẽ thoát mọi khổ đau. Đêm thường tinh tấn sẽ vượt thoát luôn.